Theo các đại biểu, dự án một luật sửa bốn luật sẽ góp phần tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn thể chế đang chồng chéo giữa các luật với nhau, nhưng sẽ chưa gỡ vướng được tất cả những vấn đề của luật đang triển khai. Các đại biểu đều đánh giá cao tinh thần đẩy mạnh phân cấp phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư kinh doanh, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu. Cái dự thảo một luật sửa nhiều luật, đấy chính là cái việc chúng ta đã sửa đổi theo cái hướng, theo cái quan điểm và tinh thần lập pháp mới. Đấy chính là thứ nhất là cắt giảm đến mức tối đa các thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết. Tôi nhấn mạnh lại là các thủ tục không cần thiết. Và thứ hai nữa là đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương, các bộ ngành. Tôi cũng ấn tượng đó là cái việc mà đẩy mạnh phân cấp ủy quyền. Có nhiều cái gọi là phân cấp ủy quyền rất là mạnh cho các cái địa phương cũng như là các cái chủ đầu tư trong cái quá trình thực hiện các cái dự án. Với luật đầu tư, luật sửa đổi theo hướng quy định rõ các loại dự án đầu tư sẽ được phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Với luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, sửa đổi theo hướng khuyến khích thực hiện phương thức PPP đối với tất cả các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ công trừ các dự án đặc thù. Đây là những điểm gỡ vướng được các đại biểu đánh giá cao nhưng vẫn cần nghiên cứu thận trọng. Chúng ta kỳ vọng rất nhiều vào cái luật PPP ra đời sẽ huy động được nguồn lực tư nhân. Tuy nhiên thì cho đến nay hầu như là chúng ta chưa đạt được cái kết quả như kỳ vọng. Có nhiều cái nguyên nhân nó vướng, nhưng mà trong đó thì tôi cho rằng là có những các cái yếu tố mà trước đây chúng ta cũng quy định chặt chẽ, quá chặt. Đấy, ví dụ như là cái phạm vi áp dụng của PPP thì chúng ta bó hẹp, chúng ta không mở rộng ra nhiều cái lĩnh vực. Và đặc biệt như lĩnh vực về văn hóa, lĩnh vực về thể thao, lĩnh vực về y tế giáo dục. Ví dụ như là PPP cũng vậy, ngành y tế và ngành giáo dục quy định là PPP phải trên 100 tỷ. Bây giờ chúng ta ở các tỉnh hoặc là cả một số địa phương như các huyện lấy đâu ra PPP gì mà có được 100 tỷ. Thì chúng ta ra cái này thì mãi mãi các huyện, các tỉnh rất khó và gần như không có ai làm được PPP. Vậy cái này là xã hội hóa thì chúng ta tiền của dân, tiền của doanh nghiệp thì xã hội hóa có thể là 5 tỷ, 7 tỷ, 500 triệu, 1 tỷ cũng là xã hội hóa. Các đại biểu cho rằng với những luật sửa nhiều luật cần rà soát kỹ lưỡng, thận trọng, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, khó khăn trong áp dụng. Và trên tinh thần đã sửa đổi thì phải gỡ vướng và khả thi. Những gì chưa rõ, chưa chín, chưa được thực tế chứng minh thì tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện.